Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn khởi trước thành quả đạt được 5 năm qua của tỉnh nhà, cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về sự thành công của đại hội. Mong muốn đại hội sẽ phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể để ra những định hướng, những quyết sách tạo bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ mới. Mặc dù có nhiều công việc cần phải hoàn thành, đặc biệt là việc thống kê những thiệt hại sau các đợt bão lụt vừa qua để có sự trợ giúp các hội viên kịp thời, nhưng đầu giờ sáng nay, cán bộ hội cựu chiến binh của tỉnh vẫn dành thời gian để theo dõi trực tiếp phiên khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, từng chiến đấu trên các chiến trường trong thời chiến hay tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân trong thời bình. Dù đã nghỉ công tác nhưng các cựu chiến binh vẫn luôn dõi theo mỗi chặng đường phát triển của quê hương. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bên cạnh đánh giá những thành tựu đạt được cũng sẽ thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Nhân dân toàn tỉnh, cán bộ đảng viên toàn tỉnh đang hướng về đại hội và rất kỳ vọng đối với đại hội là với trí tuệ của các đại biểu và đại hội sẽ tìm đánh giá đúng cái thực trạng của nhiệm kỳ vừa qua và tìm ra những cái nguyên nhân khuyết điểm để nhiệm kỳ tới có một cái giải pháp thật tốt để xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Bản thân tôi là một cán bộ quân đội hưu trí, qua cái theo dõi cả cái quá trình chuẩn bị và hôm nay đại hội đảng bộ tỉnh khai mạc thì tôi rất kỳ vọng vào trong đại hội của tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 16, trong phương hướng nhiệm vụ sẽ tập trung thực hiện cái chương trình hành động 69 về thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, và cùng kỳ vọng sẽ kiện toàn một ban chấp hành tỉnh đảng bộ đoàn kết, trí tuệ và tập trung để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong nghị quyết đại hội. Nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, nhà thơ Mai Văn Hoang cho biết ông rất quan tâm đến những quyển sách tại đại hội lần này, bởi trong chặng đường phát triển 5 năm tới, công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thừa Thiên Huế càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi Thừa Thiên Huế phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế. Tôi là một hữu trí của phường An Cửu, rất là hy vọng cái sự đổi mới mà như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nói là Đảng phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết. Câu nói đó rất quan trọng, bởi vì nếu không xác định là đặt dân lên trên hết á thì mình có những chủ trương, những chính sách nó sẽ không phù hợp với lòng dân. Tôi rất quan tâm đến cái lĩnh vực bảo tồn văn hóa Huế để trở thành một cái thành phố di sản. Mà muốn trở thành thành phố di sản rõ ràng là cái gọi là ngoài cái việc là tôn tạo thì việc là lưu trữ bảo vệ cái văn hóa của Huế thì rất quan trọng.